Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring đường phố Gian XFL1. Đây là một mẫu xe cao cấp nhất của dòng Gian XFL mới về tại cửa hàng em. Vâng, và chiếc xe hôm nay là có màu xanh đó nhé. Đây là một mẫu xe bán chạy nhất tại cửa hàng em về dòng touring của Gian. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, chiếc xe em đánh giá cũng rất là mới các bác nhé, trên 90%, màu xanh, đường chỉ màu cam và trắng rất là hài hòa, lớp sơn còn khá là sáng và bóng. Lướt qua đồ thể lớp sơn, dây âm sườn, chiếc xe cao cấp của Gian thường được trang bị dây âm sườn. Các bác có thể lên Google để search về chiếc xe này Gian XFL1. Vâng, đây là một mẫu xe touring cao cấp của Gian với là bộ khung Alux cho bộ khung của Gian rất nhẹ và bền các bác nhé. Đây Alux SL cao cấp hơn Alux thông thường. Đây một công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian. Nhưng video trước em cũng giới thiệu rồi, đây công nghệ làm nhôm của Gian. Cọc yên và yên đều nguyên zin của Gian các bác nhé. Yên còn rất là mới. Đây yên này. Như cao cấp của Shimano, dưới 3 tầng. Càng nhôm nguyên zin của Gian và có mã vạch chống hàng giả, thì rất là mới. Thì bên trên đây là ghi đồng cổ phốt nguyên zin của Gian, à đều nguyên zin trong xe. Phản quang về theo này. Xe nào về có phản quang trước sau thì em giữ nguyên các bác nhé. Xe nào có phản quang trước sau thì đấy. Xe nào không có về thì có. Phía đầu xe có logo của Gian các bác nhé. Xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano Alivio 9 tầng và 3 tầng nguyên tầng đĩa là 27 tốc độ. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, phanh đĩa dầu thủy lực. Có thể thấy đĩa phanh rất là mới các nhé. Của Shimano. Bánh nhôm hai lớp của SX2 Gian. Vâng, ngoài nguyên zin. Lốp thì là 700 x 28C. Còn đây lốp thông dụng của dòng xe touring. Trên khung xe ghi size F, bây giờ sẽ đo chiều cao size đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao khung đứng là 46. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 các bác nhé. Size trung bình. Đây là phanh sau của xe. Của Shimano. Bộ bánh sau. Chín tầng lip của xe rất là mới các nhé. Chín tầng lip còn nguyên bản theo xe, để cho xe. Tôi sẽ đi vào đánh giá chuyển động.
xe được trang bị phủ đề của Shimano Alivio bằng lề lít. Quan trọng rất là tốt các bác nhé. Bên tay phải là bên đùi đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa của Alivio lên đĩa, vâng, chỉ đóng rất là tốt. Vâng, các bác vừa đánh giá xong chiếc xe Gian XKSL1, dòng xe touring cao cấp nhất của dòng Gian XKSL. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Đăng Ký Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.